Quang Đẩu xin chào các bạn. Chiều hôm nay thì khoảng 6:30 mình có ra ngoài phố ra ba Tam Biên thì đi ngang qua cái TC Palace của thành phố Phan Thiết mình, nói chung là đèn rồi các bạn thấy là đèn nó không có sáng à, vì khách du lịch không có đến thì làm sao có đèn sáng được. Rồi đây là cái bùng binh giao lộ giữa đường Từ Văn Tư và đường Trần Hưng Đạo lên cầu Sữa Muối đó các bạn. Chỗ này mấy hôm là cái đèn xoay, vòng xoay là rất sáng. Hôm nay coi như điện lực cũng cắt luôn rồi. Tình hình dịch bệnh ở Phan Thiết nói chung là nó cũng nới giãn ra, rất là dễ thở hơn, chứ không phải như thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những chiếc xe mà đứng ở cây xăng luôn luôn để đón khách, nhưng mà hôm nay nhiều khách cũng có. Những ngày bình thường nói chung là trong vòng xuyến này là đông, thậm chí là có xe đậu. Đó, đây là cái bản đường Trần Hưng Đạo. Nói thật ra chiều hôm nay là mình đi mua một số đồ ăn cho con thú cưng Su Su của mình. Đi ngang qua đường phố này thì mình sẽ ghi lại một số hình ảnh để cho các bạn thấy được cái khung cảnh đêm của thành phố Phan Thiết. Nhưng mà ở đây chỉ có một góc của đường Trần Hưng Đạo thôi, và tới cái quán mà mình mua. Nói chung là tình hình dịch bệnh này thì nó không buồn, ai cũng đeo khẩu trang. Nhiều khi mình nói mình mua đồ mà ta nói ủa sao anh nó nhỏ siêu vậy, trời tôi nói cái này nó không có lỗ mà làm sao mà lớn được. Anh bạn già này bán đồ thì dễ thương á, già dễ thương. Thì hôm nay thì mình ghé đây rồi mình mua sữa rồi cà phê. Kế bên là có bánh mì Sài Gòn thì mình ghé đây mua chả. Để thú cưng của mình nó thích ăn chả, chả giò đó các bạn, chả giò cắt mỏng. Nhiều khi hồi đó mẹ mua cái chả giò nửa ký một ký để trong nhà, mà mỗi lần ăn cắt lớn quá không ăn được, mà bán như thế này thì nó mới ăn, nó khổ như vậy. Ví dụ hôm nay thì mình đi bộ thôi chứ mình không đi xe. Cái đến là mình thấy có như là những hàng quán bình thường rất đông, xe cộ tấp nập. Tình hình dịch bệnh nó cũng có mắc như vậy thôi, so với những ngày bình thường. Đây cũng là trục lộ của đường Hùng Vương các bạn. Mấy hôm là đèn quảng cáo thì nhấp nha nhấp nháy, bữa nay đèn quảng cáo tắt luôn. Một số quán người ta bán, một số quán người ta biết. Đây là những cái bán cái hôm qua, hàng sale, quần áo, giày dép. Nói chung là cái này vẫn hoạt động bình thường. Nhiều khi ở nhà buồn quá người ta ra ngoài mua rồi cho nó vui. Rồi ghé cơm gà, thủy kha. Ở đây thì bây giờ là chỉ mua về nhà thôi chứ không có ăn tại chỗ. Kế bên thế giới di động thì mấy hôm là rất đông, đã chưa có dịch bệnh là rất đông, giờ này là rất đông nè. Cho nên là bây giờ cái Covid này ảnh hưởng đến kinh tế, nói chung là toàn thế giới, không có loại trừ ở một nước nào cả, và cũng không loại trừ một gia đình nào cả. Nó là cái dạng vô hình, dạng độc hại. Là không có thể mà coi như là mình không biết lúc nào nó đến với mình. Chỗ cái dịch vụ Hoàng Kim này là bình thường rất đông, không bấm cửa.
đó, đây là ngã ba Tràng Biên đúng không ạ? Dịch vụ công kinh này cũng đông lắm, mọi người ở đây mở đèn sáng kinh, không có khách. Các bạn thấy chưa, kế bên này cũng có cái hàng cốc kẹt. Cốc kẹt này như là người ta cũng đi qua đi lại để mua về người ta ăn. Đây là cái quầy hàng tươi xanh, rau cải người ta cũng có, người ta ghé lại người ta mua bách hóa xanh đó các bạn. Bách hóa xanh này chỗ đường ngã ba Tràng Biên mới mở, mới đây thôi. Quán cà phê này cũng đóng cửa luôn rồi. Đây là con đường Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong nếu đi thẳng qua chỗ ga xe lửa cũ sẽ cầu giữa qua bên phố. Và đây là cái quầy bán trứng lộc, các loại lộc. Mình sẽ ghé lại đây mình mua một ít trứng cúc cho con cúc kinh của mình. Một đời khát khao vươn ra biên giới, để thành phố xanh quê hương anh về. Mấy hôm mà chỗ này rất là đắt, mà bữa nay sao bán? Ở đây là người chuyên bán trứng lộn. Nếu các bạn nào mà thường ăn trứng lộn ở Phan Thiết lên tới chỗ cái quầy Rung Lâm này, chỗ ngã ba Tràng Biên, sang bên chỗ bác sĩ Bình Khoa Nhi, đối diện với cái quán tạp hóa Thảo Nhi đây các bạn, đối diện đây. Mua ở đây thì mình về mình luộc rồi họ bán rau rồi cho đồ chua luôn, về nhà mình cũng tiện. Chỗ bác sĩ Bình thì bữa nay cũng bắt khách mà. Mấy hôm trời ơi rất đông, bác sĩ Bình là cũng là lụng tiền nữa. Thêm cái gì nhiều lắm á. Đây cũng là trên cái đường lộ của đạo khi trở về thì mình sẽ đi lại cái hình ảnh của quán kiến xương. Mình đi qua những cái hàng cao này thì trở về lại cái khu dân cư ở chính nơi của mình. Đây là người ta gọi là khu ăn chơi, khu nhà nghỉ, người ta hay gọi đùa là khu ăn chơi. Thực tế là đây là những cái nơi để nghỉ ngơi khách lịch lãng lan đến nhà nghỉ 89 mình có bảy nữa các bạn. Nhà nghỉ 89 xuất hiện trước mắt. À, con su su chú cưng. À, xin chào các bạn nha.